Minh Đường Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị nắm được thời cơ dạy hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ bí mật cực chuẩn. Sự thật bất ngờ về cuộc đời tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, từ 52 tuổi trở về sau, được trời thương Phật độ. Nhờ ăn ở thật thà mà hưởng số mệnh giàu sang, đổi đời cực mạnh, càng già càng giàu có, sung sướng hưởng phúc đến hết cuộc đời. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý tín chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 thân mến. Từ cổ chí kim, con người ta đã quan niệm rằng mỗi người sinh ra đều được an bài số mệnh khác nhau rồi, tuy nhiên, thời thế cũng quyết định một phần số phận. Có người sinh ra đã sướng từ trong trứng sướng ra, những tưởng cả đời sống trong vinh hoa phú quý, nhưng vì thời thế thay đổi, tai ương, dịch bệnh mà vỡ nợ phá sản, tuổi trẻ đang giàu sang vang danh, nhưng nửa đời còn lại càng già càng lụi bại, vĩnh viễn không cất đầu lên được. Theo luận giải mới nhất từ giới tử vi cổ học, trong số 12 con giáp có tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, sinh ra trong bần hàn, tuổi trẻ nghèo khổ, vận đen liên tục đeo bám, nhiều lần rơi vào bế tắc, những tưởng buông xuôi trước số phận nhục nhã, cả đời bi thương một kiếp, nhưng vì kiên nhẫn đợi được thời thế, nên từ 52 tuổi là lúc tuổi Quý Sửu đón nhận thiên mệnh đổi vận sang giàu. Chỉ cần chuẩn bị trước được ba điều này là mọi khổ đau trong đời lập tức hóa thành phúc lộc nốt phần đời còn lại, tai qua nạn khỏi, hưởng phúc trời ban, an nhàn bên con cháu. Vậy, vận trình của người tuổi Quý Sửu theo luận giải mới nhất diễn biến ra sao? Từ 52 tuổi cần chuẩn bị điều gì và phải lưu ý những gì? Xin mời tín chủ chiêm nghiệm ngay sau đây. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, thì Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh tính cách của người tuổi Quý Sửu có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Người cầm tinh con trâu, sống thiên về cảm xúc và ưa thích cái đẹp, vậy nên họ nên tìm một nghề nghiệp phù hợp với lĩnh vực đó. Họ thường lo lắng, áp lực vì tương lai, nhưng họ không mấy khi chia sẻ với ai hay tìm những lời khuyên vì những dự định tương lai của mình. Lúc còn trẻ thì tài vận của họ không quá suôn sẻ, nhưng từ giai đoạn trung niên sẽ cực kỳ hanh thông, thuận lợi và có thêm nhiều cơ hội làm ra tiền. Họ là người chăm chỉ, có tính nhẫn nại, khả năng chịu đựng cao nên có thể vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Tuổi Quý Sửu thường nói đi đôi với làm, một khi xác định mục tiêu là kiên trì theo đuổi, vì thế, khi làm việc họ luôn có phương pháp tốt và quyết đoán khi thực hiện, đặc biệt, họ còn biết nhìn xa trông rộng, không dễ dàng bị cám dỗ bởi cái lợi trước mắt, giống như con trâu phải cần cù, chăm chỉ vất vả ngược xuôi thì mới đạt kết quả, rất ít người tuổi Quý Sửu sinh ra đã ngậm thìa vàng. Khi làm việc, họ tự do và độc lập, không dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai, với sự chăm chỉ, cần cù và kiên nhẫn, người tuổi Quý Sửu sớm muộn sẽ đạt được thành công trong cuộc sống. Thế nhưng, nếu xét về vận số thì lại có rất nhiều thứ chi phối cuộc đời của tuổi Quý Sửu, nhưng thứ ảnh hưởng nhiều nhất lên cuộc đời họ lại tiềm tàng trong hai từ cá tính. Quý Sửu tử được biết đến với cái tên Lan Ngoại Chi Ngưu, là con trâu của sự hòa thuận, tài lộc đủ đầy. Thế nhưng, bản mệnh tuổi Quý Sửu này lại thuộc mệnh tang đố mộc, nên cuộc đời của một Quý Sửu trong những năm tháng thanh xuân ẩn tàng khá nhiều gian truân và mỏi mệt. Bằng bản lĩnh, ý chí, sự kiên cường và cái bướng lì trời sinh, cuối cùng thì Quý Sửu cũng vượt qua được gian truân mà thăng hoa thành tựu, chỉ là cái cuộc hành trình nhiều mỏi mệt và lắm chông gai thì không phải là thứ đẹp đẽ nhiều để thật sự thấy thỏa mãn. Thành thử, đường dễ họ không đi, họ thích đi đường khó, lơn lẹo họ không thích, họ thích theo đường thẳng, lựa chọn nhàn tản họ không theo.
Họ thích đi theo những gì mà bản tâm họ mong muốn, đợi chờ vào những điều và bản tính họ mong chờ. Tiếc rằng, chưa đâu vào với đâu, vạn sự dù có cố gắng, dù đã nỗ lực, dù đã trông chờ và kiên cường bất khuất, thì cũng phủ lên mình một sắc buồn u ám vì lựa chọn nếu đã sai. Tựa như gieo phải một hạt mầm bị lép, thì làm sao mọc lên được một thân cây mạnh khỏe và ung tùng, dẫu ta đã cố, dẫu ta đã vun trồng, dẫu ta đã hết lòng, hết ý, hết dạ, hết tâm, thì cuối cùng đổi lại, cũng vẫn cứ là thân yếu tàn trôi, chỉ được một cái duy nhất, nó đã thỏa cho những điều quý sử mong mỏi. Dù sai ở hiện tại, sai ở tương lai, nhưng nó đã đúng với quý sử ở quá khứ, nó đã đúng với cảm xúc, với suy nghĩ, với những trái tim lưu ly mà quý sử gửi gắm. Nó ẩn tàng sự bất khuất không thỏa hiệp, nó ẩn chứa sự mạnh cường lắm lúc đến điên dại, đến ngông cuồng, miễn là quý sử dù ta muốn, dù không, dù đúng, dù sai, dù khó, dù dễ, thì ta sẽ vẫn cứ làm. Cái chất bướng lì đấy quả thật dễ khiến những người có cuộc đời nhàm chán, nhàn tản ngưỡng mộ lắm thay. Trong suốt cuộc hành trình 50 năm cuộc đời, quý sửu đã có một cuộc sống có nhiều trải nghiệm, có thăng, có trầm, có lên, có xuống, không ngồi yên thụ động, không chịu sự sắp xếp của mệnh số. Có lúc quý sửu là người bị thiệt, lắm lúc lại đóng vai kẻ ác vào thân. Nếu nhân sinh như một sàn sân khấu, quý sửu đã trải qua biết bao nhiêu là vở kịch, không nhớ nữa, chỉ biết là có kịch buồn, có kịch vui, có kịch cuốn hút, có kịch buồn ngủ. Kết quả của quý sửu ở hiện tại có thể chưa được rực rỡ, có thể chưa được tỏa sáng vô biên, nhưng ít nhất cũng có thứ để ngồi xuống, ngẫm lại nở một nụ cười, hơi buồn mà cũng thoáng vui cho cái chất ngông nghênh của chính mình, cho một thời tuổi trẻ, không nên uổng thời thiếu niên. Hiện tại của quý sửu, người ta luôn nói không ai đối nước vài lần trên cùng một dòng sông, cái thú vị của quý sửu là họ thấm rất sâu việc ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Sau đó lại hăm hăm hở hở lao đầu vào những sự lựa chọn của bản thân, cái bản tính trời sinh nóng vội, bất chấp tất cả, và luôn muốn ngay và mau của quý sửu, lẽ dĩ nhiên là thứ khó sửa. Nhưng giờ đây bản thân quý sửu thay vị chỉ hùng hục làm như trâu như ngựa, thì cũng đã biết đôi khi dừng lại lang thang gặm cỏ bên suối, họ đã biết lắng nghe, đã biết định hướng, đã biết lên kế hoạch và gắng gượng kiên trì vài ngày để làm theo. Dĩ nhiên, cũng lắm lúc họ lại cả thèm chóng chán, sao nhãng mà bỏ quên mục đích mình đã vạch. Nhưng với bản tính trời sinh không chấp nhận một cuộc sống tầm thường, không bằng lòng với sự bình hòa, nhàn tản, quý sửu sẽ lại khuấy động cuộc đời mình với cái ý chí quyết tâm. Thành tựu lớn, lại bước một chân ra ngoài mong muốn trải nghiệm muôn nơi, lại truy cầu một cuộc nhân sinh màu nhiệm đầy rực rỡ, nơi máu sẽ đổ, mồ hôi sẽ rơi, nước mắt sẽ chảy, nhưng không thể vùi lấp được mong muốn sống đúng nghĩa, chứ không đơn thuần là chỉ tồn tại của quý sửu. Những cái chất này dù là nhỏ, nhưng sinh cùng với quý sử từ quá khứ cho đến hiện tại và tương lai, kết hợp cùng cái cá tính và đưa đến những lựa chọn không bình thường trong suốt những năm tháng sau này. Ở quý sử hiện tại là nghị lực phi thường, sự chín chắn và lạc quan, tiến tới tương lai, quý sử nhờ có đầu óc thông tuệ hơn người, lại có duyên giao tiếp, mà gây dựng được nhiều mối quan hệ tốt, nên cho dù mệnh cách có xấu đến đâu đi chăng nữa, thì con giáp này vẫn có cách cải vận cho mình, mục tiêu đã đề ra là phải được hoàn thành. Con giáp này tự hứa với lòng mình như vậy, không thành công thì không dừng lại, quả không hổ danh là con giáp vượt khó thành công, tay trắng dựng cơ đồ. Ý chí quyết tâm và kiên cường, bền bỉ chính là bí quyết để những con giáp có chí tiến thủ như bạn, nên từ 52 tuổi trở đi, sau khi đã vượt mọi chông gai, khổ đến mấy cũng cố gắng vượt qua. Nhờ vậy, càng khó khăn, họ càng tìm thấy cơ hội cho bản thân thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới, ai nghèo sẽ đổi vận, ai giàu sẽ ngày càng giàu hơn. Theo tử vi chọn đời dự báo, thì khi bước sang tuổi 52, vận mệnh của quý sửu sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, tín chủ giống như lột xác, biến hình thành một người nào khác hẳn vậy, khi mà sắp tới mọi thứ sẽ vượt qua một cách tốt đẹp. Thời điểm này, quý sửu nhận được sự trợ giúp từ quý nhân, giúp cho cuộc sống của bạn trở nên viên mãn. Chỉ cần quý sửu mạnh mẽ, vững vàng, thì cho dù có khổ cực đến mấy đi chăng nữa, cũng sẽ giải quyết được tốt đẹp và suôn sẻ. Đặc biệt là nguồn thu nhập của quý sửu được cải thiện rất nhiều. Người làm công ăn lương có cơ hội để tăng lương do hoàn thành tốt các công việc của mình, thậm chí là có cơ hội để thăng quan, tiến chức, được bổ nhiệm vào một vị trí mới. Đối với những quý sửu làm ăn kinh doanh, thì sẽ được thừa hưởng những trái thơm xứng đáng với công sức lao động mà bạn bỏ ra. Vào thời gian này, chỉ cần quý sửu thực sự cần cù, siêng năng hết mình vì công việc, thì chắc chắn sẽ thu về túi một khoản lợi nhuận khiến cho bạn hài lòng. Vậy là cuối cùng thần may mắn cũng chịu mỉm cười với quý sửu rồi đấy. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là phần luận giải nội dung chi tiết về vận mệnh tử vi chọn đời của con giáp tuổi quý sửu sinh năm 1973 trên từng phương diện chính, cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp.
Xem tử vi chọn đời của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, người này mệnh có tài quan, lại được phúc tinh tử vi chiếu rọi nên sẽ có đường công danh sự nghiệp vững vàng. Đặc biệt từ những năm 52 tuổi trở đi, tiền tài sự nghiệp bắt đầu ổn định và vững chắc, càng về sau càng hanh thông hơn. Sự nghiệp của họ đi đôi với tiền bạc, nên sự nghiệp càng thăng hoa, họ càng giàu có, tiền bạc dồi dào, cả đời no ấm, không lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống an nhàn, cao sang quyền quý. Đa phần những người tuổi Quý Sửu đều có đức tính cần cù, chịu khó, nhẫn nại, vượt mọi gian khổ, chính vì thế mà họ thường đạt được những mục tiêu đã đặt ra. Người tuổi Quý Sửu có chí tiến thủ và ham muốn lãnh đạo, nghị lực phi thường và tinh thần trách nhiệm cao, lại khiêm tốn, cẩn trọng nên gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp, rất phù hợp làm trong các lĩnh vực xây dựng, nội thất, kiến trúc, nghề mộc, nhà hàng, quán ăn. Đặc biệt, người tuổi Quý Sửu rất hợp với những nghề liên quan đến kinh doanh như quán xá, thủ công mỹ nghệ, chăn nuôi thủy hải sản. Ngoài ra, Quý Sửu cũng rất khôn ngoan, phù hợp với các nghề chính trị, ngoại giao, giáo viên. Trong công việc, tuổi Quý Sửu làm việc một cách trình tự, khoa học, mọi chuyện giải quyết rõ ràng, đúng mực. Họ thường lo lắng về sự nghiệp, nhưng ít khi bộc lộ điều ấy ra bên ngoài. Họ cũng ít gặp sóng gió trên con đường sự nghiệp, tài vận sẽ thuận lợi, tiền đồ sáng lạn vào trung vận. Khi công việc gặp khó khăn, họ sẽ dũng cảm nhảy vào giải quyết. Tuy nhiên, một số yếu điểm mà người tuổi Quý Sửu nên khắc phục để công việc luôn được suôn sẻ, nên bỏ tính bảo thủ ngoan cố, cứng nhắc, độc đoán trong công việc. Họ là những người đáng tin cậy, sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Nếu bạn đang cần một lời khuyên, hãy đi hỏi tuổi Quý Sửu, họ sẽ đưa ra những giải pháp tốt nhất để tháo gỡ rắc rối của người khác. Tuy nhiên, không được khéo léo trong giao tiếp, bởi vậy nên thay đổi để xây dựng được nhiều mối quan hệ trong xã hội. Nhìn chung, sự nghiệp của tuổi Quý Sửu sẽ luôn có kết quả tốt đẹp. Người tuổi này may mắn được quý nhân phù trợ, thường gặp hung hóa cát, nhờ thế mà cuộc sống phú quý giàu sang. Tuy thời trẻ gặp nhiều sóng gió nhưng đều thuận lợi vượt qua, hậu vận tốt lành, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào, gia đình hạnh phúc. Về phương diện tài lộc, theo tử vi chọn đời, dự báo tài lộc của Quý Sửu sinh năm 1973 sáng sủa, tuy tiền vận không được giàu có, nhưng càng về sau thu nhập càng ổn định, có nhiều nguồn thu, tiền bạc dư giả. Nhờ vậy mà cuộc sống có phần lên cao về vấn đề tiền bạc, về hậu vận không phải lo nghĩ gì, cuộc sống ấm no, giàu sang phú quý, lại được con cháu hiếu thảo, phụng dưỡng. Thời trẻ người tuổi Quý Sửu ngay thẳng, thật thà nên dễ bị lừa lọc trong chuyện tiền bạc, nhưng cũng vì đức tính chăm chỉ, siêng năng để tạo ra của cải, nên đôi lúc được ban cho vận may làm ăn, nhờ vậy cuộc sống luôn sung túc, đầy đủ. Khi vào trung vận đã có nhiều kinh nghiệm hơn, cũng có cho mình hướng đi và nhiều cách kiếm tiền, tuy nhiên, đa phần tuổi Quý Sửu thường chi nhiều hơn thu, nên tránh xa trốn cờ bạc đỏ đen. Nếu có cơ hội đầu tư nên suy xét thật kỹ, cẩn trọng khi hành động, tốt nhất nên dùng tiền vào những việc rõ ràng. Người tuổi Quý Sửu thường sống khá tiết kiệm, dành dụng của nhà không ít, có nhà cửa, đất đai, tiền bạc, đồ giá trị, song đôi khi lại tiêu xài vô độ, vung tay quá chán, để rồi sau đó lại hối hận không thôi. Người này trong đời cũng có cơ hội giành được những khoản thu ngoài dự kiến, nhờ đó mà phát tài, song đừng vì thế mà chìm đắm, buông thả bản thân. Ngoài ra, không khéo léo trong giao tiếp nên người tuổi Sửu cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội phát tài. Nếu có thể sửa được những điểm này thì tài lộc thanh thang, giàu sang phú quý. Trong cuộc đời tuổi Quý Sửu, tài lộc bình bình ở tiền vận nhưng vụt cao sáng sủa vào thời kỳ trung vận. Bạn có thể yên tâm bởi chính tài ở bên đảm bảo thu nhập từ công việc chính khá vững vàng. Ngoài ra còn có nhiều cơ may trong đời để đổi vận giàu có. Tuy nhiên hung tinh cũng dễ gây ra những chuyện bất ngờ, điển hình là có những chuyện nảy sinh bất ngờ trong cuộc sống, đòi hỏi phải dùng tiền mới có thể giải quyết được. Vì thế tuổi Quý Sửu trong cuộc sống nên thận trọng với các chuyện làm ăn, đầu tư hoặc các vấn đề liên quan đến kiện tụng, vì một khi theo đến cùng thường không được lợi mà còn lỗ, tiêu hao tài sản, tiền bạc của chính mình. May mắn tuổi này có con cái thành đạt, về sau nhận được lộc trời ban, nhà cửa khang trang, đất đai cũng không ít, về già sống ấm no, hưởng phúc. Vận mệnh của tuổi Quý Sửu có thể làm ăn phát đạt, hanh thông, thuận lợi, làm ăn hay không thì việc lựa chọn tuổi để làm ăn là chuyện vô cùng quan trọng. Theo luận đoán tử vi, tuổi Quý Sửu có ý tưởng kinh doanh hay đầu tư thì nên chọn các con giáp sau đây để hợp tác thì sẽ rất thành công. Đó là Quý Sửu, Ất Mão và Đinh Tỵ. Những con giáp này sẽ là một sự trợ giúp vô cùng vững vàng, đem lại may mắn và tài lộc cho Quý Sửu. Ngoài ra, Quý Sửu không nên hợp tác làm ăn với các tuổi Nhâm Tuất, Canh Tuất. Đây là hai tuổi đại kỵ với tuổi của Quý Sửu. Nếu làm ăn, hợp tác kinh doanh với những tuổi này
sẽ khiến cho quý Sửu nhiều lần gặp phải khó khăn, lỗ nhiều hơn lãi. Về phương diện tình cảm gia đạo, tình duyên bao gồm vận đào hoa của người độc thân, hôn nhân có bền vững, lâu dài có nảy sinh quan hệ ngoài luồng hay không, cuộc sống gia đình như thế nào, gặp vận đào hoa chưa chắc đều là tốt, cũng có thể hóa hung, gây mâu thuẫn tình cảm, đôi lứa chia xa. Người tuổi Quý Sửu ít khi thể hiện tình cảm của mình, nhưng nếu gặp người phù hợp, họ sẽ bộc lộ thế giới nội tâm phong phú và trái tim chân thành với người đó. Tuy nhiên, tính cách người này không giỏi giao tiếp nên thường cô độc, không biết cách nắm lấy cơ hội chủ động tiếp cận người mình có cảm tình, chính vì thế mà lỡ dở không ít cơ duyên. Không hiểu về tình yêu nên chặn đường chinh phục nửa kia của người tuổi Quý Sửu khá gian nan. Tuy nhiên, sự nhẫn nại và nỗ lực của họ nếu gặp đúng người sẽ được đền đáp xứng đáng. Người tuổi này không biết cách thể hiện bản thân nên trong mắt người khác họ khá lạnh lùng. Có điều bề ngoài như vậy khiến họ thu hút được rất nhiều đối tượng là người nhiệt tình và hướng ngoại theo đuổi. Họ luôn mơ ước về một tình yêu son sắt, thủy chung, dù kém lãng mạn nhưng luôn chân thành, thật tình với người mình yêu. Nam giới tuổi Quý Sửu cương nghị, quật cường, thích những cô gái dịu dàng và khéo léo. Trong tình yêu, đàn ông tuổi Châu có hai điểm yếu chí mạng, họ không biết phân biệt nặng nhẹ, không phân chia ranh giới rõ ràng trong tình cảm. Dù đã có người yêu, nhưng tính cách ga lăng nên vẫn đối tốt quá mức với tất cả những người phụ nữ xung quanh. Họ cũng hay nghi ngờ, ghen tuông vô lý, khiến người yêu không ít lần buồn tủi vì mắc tiếng oan. Tuy nhiên, đây lại là người chồng mẫu mực, luôn quan tâm chăm sóc vợ con, không ngại làm việc nhà, khiến bạn đời luôn cảm thấy hạnh phúc đủ đầy. Nữ giới tuổi Quý Sửu tính tình nhã nhặn, ôn hòa, nhẫn nại, là mẫu phụ nữ được rất nhiều đàn ông theo đuổi. Tuy nhiên, người này lại có lòng đố kỵ và ham muốn chiếm hữu rất lớn, nên khiến cho người chồng đôi lúc cảm thấy ngột ngạt và ức chế. Khi yêu, người tuổi Quý Sửu luôn thể hiện tình cảm của mình một cách chân thành nhất. Họ không khoa trương, nói những lời hoa mỹ lãng mạn. Tình yêu của những người này thể hiện qua những hành động ấm áp, âm thầm mà ngọt ngào. Tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng, có phần tẻ nhạt, nhưng thực ra trong nội tâm họ có một tình yêu vô cùng sâu sắc, nồng cháy và thủy chung. Nếu bạn thực sự nghiêm túc muốn bắt đầu mối quan hệ yêu đương, gắn bó lâu dài với người này, bạn cần phải thấu hiểu, lắng nghe những điều thầm kín của họ. Đường tình duyên của những người tuổi Quý Sửu không mấy thuận lợi, thường hay có nhiều thay đổi, có lẽ họ chưa biết cách làm mới tình yêu của mình. Khi bị người khác phản bội, tuổi Quý Sửu sẽ ghép trái tim của mình trong cô đơn, tuyệt vọng và vùi đầu vào công việc để quên đi buồn phiền. Họ có xu hướng tìm cho mình một nửa có chung tính cách, sở thích và đặc biệt là sự đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau. Dù trong công việc hay tình yêu, tuổi Quý Sửu đều hiện thực hóa mọi vấn đề. Bởi vậy, đôi khi họ khiến đối phương cảm thấy buồn chán, tẻ nhạt. Cách tốt nhất để duy trì tình yêu của bạn là tạo ra những bất ngờ, thú vị, mới mẻ, dành nhiều thời gian để quan tâm người ấy. Theo tử vi chọn đời, mặc dù đường tình duyên có hơi gập ghềnh, nhưng may mắn về sau, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, thường có gia đạo được êm ấm và hoàn toàn hạnh phúc, mọi khó khăn và biến cố rồi cũng sẽ qua. Về tương lai, cuộc sống yên bình, con cái thành đạt, về già được hưởng phúc con cái gia đình. Trong gia đình, Quý Sửu nam mạng luôn biết cách nhường nhịn, chi tiêu trong gia đình không bao giờ để những người thân của mình phải gặp thiếu thốn. Tuy nhiên, đàn ông tuổi Quý Sửu đôi lúc rất gia trưởng, cố chấp, luôn muốn người khác phải thực hiện đúng những yêu cầu luật lệ của mình. Phụ nữ tuổi Quý Sửu thì rất hiền thục, đảm đang, sẵn sàng hy sinh bản thân vì gia đình của mình. Họ luôn là hậu phương vững chắc nhất, chăm sóc cho ngôi nhà thân yêu. Dù có phải trải qua những thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống, phụ nữ tuổi Quý Sửu cũng vì gia đình, con cái mà cố gắng, nhờ vậy về sau được hưởng lộc từ con cái rất nhiều. Nam mệnh Quý Sửu về vấn đề tình duyên. Sinh vào những tháng này thì phải thay đổi tình duyên 3 lần mới ở được, đó là tháng 5, 7, 11 âm lịch. 2 lần thay đổi tình duyên nếu sinh những tháng riêng 3, 4, 6, 8 và 12 âm lịch. Sinh vào những tháng này thì một vợ một chồng, tháng 2, 9 và 10 âm lịch. Trên đây là bảng lượt kê để biết số bạn, nếu sinh vào những tháng kể trên mà sự thay đổi vợ chồng cứ theo tháng sinh mà biết được. Nữ mệnh Quý Sửu về vấn đề tình duyên. Nữ tuổi Quý Sửu chia ra làm 3 giai đoạn như sau. Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời có 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc, đó là sinh vào những tháng 3, 7 và 12 âm lịch. Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào tháng 4, 5, 8 và 11 âm lịch. Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn được hưởng hạnh phúc trọn đời, không có thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 6, 9 và 10 âm lịch. Về phương diện sức khỏe, người tuổi Quý Sửu cuộc đời nam mạng,
được ông Tử Vi độ mạng ban cho sức khỏe, nữ mạng được bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng ban cho sự an bình. Tuổi này có sức khỏe tốt, ăn uống ngon miệng, khả năng tiêu hóa và hấp thụ tốt. Nếu có thể ăn uống điều độ giữ tinh thần thoải mái thì chắc chắn sẽ khỏe mạnh, cường tráng, họ lâu trăm tuổi. Tuy nhiên, người tuổi Quý Sửu có thổ tính chữa nhiều trong tuổi nên dễ mắc các vấn đề về đường ruột như đau dạ dày, viêm ruột, trào ngược dạ dày, rách dạ dày. Nên hạn chế ăn đồ dầu mỡ, kích thích như cay, chua, cũng không nên ăn quá nhiều đường, nếu không sẽ dễ nhiễm bệnh, nên giữ nguyên tắc ăn đồ thanh đạm thì sẽ rất tốt cho sức khỏe. Thời trẻ, nhiều người tuổi Quý Sửu thường tập trung cao độ để làm việc, nên ít khi chú ý đến chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, thức khuya thời gian dài khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải. Nhưng nghỉ ngơi lại nhanh chóng khỏe lại, thế nhưng cũng không vì thế mà lạm dụng, thời gian nào, vào độ tuổi nào thì sức khỏe cũng là điều quan trọng, hãy luôn lưu tâm để ý. Cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, dành thời gian bên gia đình, đi chơi du lịch ngắn ngày cũng giúp cho tinh thần thêm hưng phấn, giảm bớt căng thẳng, áp lực. Ngoài ra, tập luyện một số môn thể thao cũng giúp sức khỏe luôn được duy trì. Quý Sửu hãy luôn nhớ rằng, có sức khỏe là có tất cả, để có thể sống lâu 100 tuổi, hưởng phúc bên con cháu. Phần tiếp theo là tuổi hợp làm ăn với tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tuổi Tý và tuổi Sửu. Người tuổi Tý và người tuổi Sửu có tính cách, sở thích khác biệt một trời một vực. Tuy nhiên, trên phương diện làm ăn, đây lại là cặp đôi kết hợp khá ăn ý. Họ giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Mỗi bên đều có nhược điểm, ưu điểm riêng của mình. Chuột nhanh nhạy, thông minh nhưng cẩu thả, nóng vội, trâu thiếu quyết đoán, nhưng cũng có những phân tích chính xác, cẩn thận. Cặp đôi này khi làm việc thì sẽ bù trừ, hỗ trợ nhau, tạo ra những chiến công vang dội. Tuổi Sửu và tuổi Sửu. Hai tuổi Sửu kết hợp với nhau sẽ trở thành cặp đôi khá ăn ý và lý tưởng. Họ có chung tính cách, sở thích và đặc biệt là sự thấu hiểu lẫn nhau trong công việc. Hai người tuổi Sửu sẽ có chung lý tưởng, mục tiêu, họ cùng nhau cố gắng phấn đấu trong cuộc sống, là nguồn động lực giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau. Tình cảm, bạn bè khác giới của hai người tuổi Sửu rất dễ gắn bó sâu đậm, phát triển thành tình yêu. Tuổi Dần và tuổi Sửu. Tuổi Dần mạnh mẽ, thích cuộc sống cao sang, uy quyền. Tuổi Châu hiền lành, thẳng thắn, luôn muốn hướng tới cuộc sống bình yên. Nhưng trên phương diện công việc, hai tuổi này có thể hợp tác làm ăn, họ cùng nhau trau dồi kinh nghiệm, kiến thức, cung cấp cho nhau những thông tin bổ ích. Tuổi Sửu sẽ học được sự quyết đoán, sắc sảo, ngược lại, tuổi Dần sẽ học được sự cẩn thận, chăm chỉ của Châu. Tuổi Mão và tuổi Sửu. Hai tuổi này khi hợp tác làm ăn với nhau, tuổi Mão và tuổi Sửu sẽ luôn tôn trọng, tin tưởng và đặc biệt sẵn sàng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Tuổi Mão sẽ học được nhiều kinh nghiệm trong công việc, phương pháp làm việc hiệu quả từ tuổi Sửu. Tuổi Thìn và tuổi Sửu. Nếu hợp tác làm ăn, tuổi Thìn và tuổi Sửu sẽ là những đối tác ăn ý lâu dài. Họ có chung quan điểm và mục tiêu phấn đấu, chắc chắn sẽ có chung chí hướng, cùng nhau phấn đấu để đạt được mục tiêu. Tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Tuổi Tỵ và tuổi Sửu có khá nhiều điểm tương đồng trong sở thích và tính cách, bởi vậy, họ có suy nghĩ và hành động khá ăn ý với nhau trên phương diện công việc. Cặp đôi này cũng khá ăn ý với nhau, dẫn dạy cho Châu sự khéo léo, tin tưởng trong cuộc sống. Ngược lại, Châu sẽ giúp đỡ tiếp thêm sức mạnh cho rắn trong những lúc khó khăn, họ sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách một cách dễ dàng. Tuổi Ngọ và tuổi Sửu. Tuổi Ngọ nếu hợp tác làm ăn với tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi, bởi lẽ người tuổi Ngọ luôn bị cuốn hút bởi những thứ mới mẻ, hay thay đổi, không còn kiên định với mục tiêu của mình, còn tuổi Sửu sẽ giúp tuổi Ngọ khắc phục sự thiếu kiên nhẫn này. Tuổi Mùi và tuổi Sửu. Dù là trên phương diện nào, công việc hay tình yêu, tuổi Mùi và tuổi Sửu đều khó tìm được tiếng nói chung, họ thường xảy ra mâu thuẫn, không ai chịu nhường ai. Khi ở cạnh nhau, hai tuổi này thường bộc lộ những khuyết điểm thiếu sót của mình, bởi vậy, dường như họ luôn cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc, gặp gỡ nhau. Tuổi Thân và tuổi Sửu. Tuổi Thân và tuổi Sửu có nhiều sự khác biệt về tính cách, nhưng họ hoàn toàn có thể lắng nghe, chia sẻ những suy nghĩ, tâm tư của mình cho nhau. Trong cuộc giao tiếp, bạn sẽ ít khi thấy khỉ và châu đấu khẩu, ngược lại, họ vui vẻ hòa hợp và cảm nhận sự lôi cuốn, hấp dẫn trong mối quan hệ. Tuy nhiên, trên phương diện công việc, họ lại là người có chí hướng hoàn toàn trái ngược nhau, con đường tiến thân, lựa chọn tách biệt với tuổi Sửu. Không cùng quan điểm, mục tiêu hướng tới, điều đó khiến cho Thân và Sửu rất khó có thể trở thành những đối tác làm ăn của nhau. Tuổi Dậu và tuổi Sửu. Có thể nói, sự kết hợp của tuổi Dậu và tuổi Sửu đem lại sự hoàn hảo cả về phương diện công việc lẫn tình yêu. Sự tương đồng trong tính cách và quan điểm sống
chính là nền móng đầu tiên giúp họ phát triển mối quan hệ. Tuổi Dậu đem đến những may mắn, niềm vui cho tuổi Sửu, càng ngày họ càng trở nên gắn bó, yêu thương lẫn nhau, cặp đôi này luôn thật thành thật, mọi thứ không giấu nhau bất kỳ điều gì, sự thủy chung, tin tưởng lẫn nhau là sợi dây gắn bó họ trong suốt cuộc đời. Trong tình yêu, khó có thể tránh khỏi mâu thuẫn, cãi vã, nhưng điều tuyệt vời là cặp đôi này luôn lắng nghe, nhường nhịn lẫn nhau, bởi họ hiểu rằng tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Nếu như tuổi Sửu luôn nhút nhát và thiếu tự tin khi giao tiếp, thì tuổi Dậu sẽ là vị cứu tinh giúp Sửu khắc phục nhược điểm đó. Tuổi Tuất và tuổi Sửu. Mối quan hệ giữa tuổi Tuất và tuổi Sửu có thể tiến triển tốt đẹp, gắn bó lâu dài, dựa trên sự trung thành, tin cậy lẫn nhau. Cặp đôi trời sinh này luôn tìm được tiếng nói chung, sự thấu hiểu sâu sắc, bởi vậy họ thường trở thành những tri kỷ của nhau. Hai tuổi này đều có tài trong kinh doanh, họ đều có thể cùng nhau xây dựng, phát triển và trở thành những ông chủ, bà chủ kinh doanh, buôn bán. Tuổi Sửu kiên trì, cần cù, làm việc còn thất có những phán đoán chính xác, nhanh nhẹ. Sự kết hợp này sẽ đem lại hiệu quả, thành công cao cho việc làm ăn. Tuổi Hợi và tuổi Sửu. Tuổi Hợi thích sự chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ của người tuổi Sửu, họ có thể hợp tác làm ăn lâu dài. Và sự hợp tác này sẽ đem lại hiệu quả, thành công ngoài mong đợi, họ dễ dàng tìm được tiếng nói chung trong công việc và tình yêu. Và ngay bây giờ, không để cho quý khán giả phải chờ đợi thêm nữa, xin mời hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào phần luận giải chi tiết. Vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu 1973, sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức tháng Giêng, rơi vào tiết Tân Xuân, người tuổi Quý Sửu mà sinh vào tháng Giêng, khi xuân sang thì có nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai. Tuy tiền vận gặp nhiều trắc trở, khó khăn, nhưng ngày sau nhờ nỗ lực và tài năng của bản thân mà sẽ giành được nhiều thành công, tài lộc đủ đầy, sung túc, giàu sang. Tháng Giêng cũng là thời điểm Tết đến xuân về, nên người này cũng được hưởng nhiều phúc khí, là người có quyền lực trong tay. Những vất vả của tiền vận sẽ biến mất vào trung vận, vận khí chuyển đổi, hóa hung thành cát, hậu vận an nhàn, hưởng phúc tuổi già. Tuy nhiên, người này không được hưởng nhiều phúc tổ tông, phải tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình, trải qua nhiều vất vả, khổ sở trên con đường lập nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu 1973, sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, người này có cá tính mạnh, tự lập tự cường, dũng cảm, gan dạ, có quyền uy. Tuy nhiên, họ cần người dẫn dắt mình trên đường đời, nếu không sẽ giống như anh hùng không gặp thời, khó có thể phát huy hết năng lực. Cuộc đời họ trải qua nhiều điều xui rủi, gặp chuyện buồn phiền, người này có một khuyết điểm chí mạng, đó là hành xử lỗ mãng. Hãy xem xét cẩn trọng trước khi làm, chỉ dựa vào dũng khí của mình để hành động năng mạ, cố chấp, không chịu nghe lời khuyên can của mọi người. Chính vì thế mà cuộc đời họ luôn gặp phải nhiều điều không được như ý, chịu nhiều vất vả, gian nan, ước vọng không thành, lý tưởng phá thành bong bóng xà phòng. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu 1973, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh, đất trời đổi màu tươi sáng, người này tính tình phóng khoáng, tự do tự tại, có năng lực và khả năng thích nghi tốt, nên tới đâu cũng có thể dừng chân lập nghiệp. Họ là người độc lập, không thích bị người khác o ép, quản lý sự nghiệp. Tuy có nhiều phong ba, bão táp, nhưng cuối cùng vẫn có thể thực hiện được ước mơ, kinh tế ổn định, tiền bạc dư dôi. Là người thông minh, đỉnh ngộ, phong thái, tiêu dao, hiểu sâu biết rộng, họ sống thoải mái và biết tận hưởng cuộc sống, nên dựa vào tài trí của mình để đi theo những ngành thiên về nghiên cứu. Tuy trong cuộc đời không ít những đợt sóng ngầm, nhưng họ khá may mắn, nên đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ, hóa hung thành cát, hậu vận cực tốt, gia đạo an yên, sung túc, giàu có, con cháu đầy đàn. Có thể nói, vận mệnh của người này khá tốt, có số an nhàn, có phúc khí ngập tràn, tuy trong đời không có thành công rực rỡ nổi bật, nên nếu biết đủ thì sẽ cảm thấy cuộc sống rất tiêu dao, tự tại. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu 1973, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết Lập Hạ, người này tuy rằng có khát khao lập nghiệp nhưng lại không gặp đúng thời, đúng thế nên khó có được thành công. Cuộc đời trải qua nhiều vất vả, phải lăn lộn ngược xuôi, đi lại khắp chốn, gian lao đủ cả, nhưng tài lộc khó thành, bị người khác o ép, trói buộc, không có được tự do. Người này có số vất vả, không được nghỉ ngơi mà phải làm việc luôn chân luôn tay, vận khí bình thường, hay phải chịu sự chỉ đạo sai phái của người khác, không được tự do hành động hay làm theo ý mình mà luôn bị hạn chế. Đường tài lộc không có gì nổi bật, chỉ đủ ăn đủ mặc chứ không có nhiều khoản tiết kiệm để dành. Trong xã hội, không có địa vị cao,
đa phần phải rời xa quê hương để lập nghiệp. Người này nên chú ý đầu tư vào con đường học hành, làm giàu tri thức của mình, hoặc học lấy một nghề nào đó thật thành thục thì sẽ có thể cải thiện số mệnh. Chỉ cần chăm chỉ, cần cù thì tuy mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhưng vẫn có thể nhân định thắng thiên. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu 1973, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết mang trùng, người này sức khỏe không được tốt, hay ốm đau, bệnh tật, cuộc sống khó khăn, làm chuyện gì cũng nhiều trở ngại ngáng đường, tinh thần mỏi mệt, nên chú ý tu dưỡng tâm tính, đừng nên hành động bốc đồng. Vận mệnh cuộc đời cũng không được tốt lắm, song được nhiều người quý mến bởi tính cách trung hậu, lương thiện, thành thực, chân tình. Họ thường phải xa quê hương để mưu sinh lập nghiệp, song tiền bạc kiếm được cũng không nhiều. Họ không nhờ cậy được nhiều vào gia đình, cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm, phải tự lực cánh sinh, chứ không được ai giúp đỡ. Tuy nhiên, phúc khí vẫn còn, nên người này vẫn có thể an ổn sống hết cuộc đời. Hãy suy nghĩ lạc quan, tin rằng chỉ cần có mục tiêu thực tế, không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu, thì chắc chắn cuộc đời bạn sẽ có thêm rất nhiều ý nghĩa. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu 1973, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, người này dung mạo đẹp đẽ, tài năng xuất chúng, nhân cách cao sang, được nhiều người ngưỡng mộ, nửa đời hạnh phúc, nửa đời khổ sở. Thời vận chắc chắn sẽ tới, có quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp thành công như ý. Người này không được hưởng phúc hương hỏa tổ tiên, cũng không được người thân giúp đỡ. Nhưng bản thân họ là người thông minh, tài trí xuất sắc hơn người, nên có thể tự mình làm nên cơ nghiệp. Tiền vận trải qua nhiều vất vả, khó khăn chung, dần dần phát đạt hơn. Tới năm 60 tuổi thì cơ bản có thể hưởng phúc tuổi già, cuộc đời các nhiều hung ít, lại được quý nhân phù trợ, nâng đỡ, nên không phải chịu vận hạn gì quá lớn. Có điều trong đời người này không có số nắm quyền, trí tuệ hơn người, có tài văn chương, học hành giỏi giang, phẩm chất tốt, tâm địa thiện lương, biết giữ chữ tín, họ có nhiều bạn bè, cũng có phúc khí quý nhân, những năm tháng tuổi già được hưởng nhiều phúc lộc, tự do tự tại. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu 1973, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết Lập Thu, người này sự nghiệp thành công lẫy lừng, được hưởng nhiều phúc khí, gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, gia đình sung túc, hoạn lộ hanh thông, tiền vận được phúc tinh cao chiếu, tuổi già được hưởng lộc, con hiền cháu thảo. Đây là người có tính độc lập, họ là người có khí chất bất phàm, thông minh, đỉnh ngộ, vừa được hưởng phúc lộc tổ tiên, lại vừa được gia đình nâng đỡ, ủng hộ rất nhiều. Cuộc đời của người này khá sung túc, đủ đầy, không phải trải qua sóng gió thăng trầm gì quá lớn, tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng. Số vượng tài vượng lộc, tuổi già căn phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, vui vầy cùng con cháu, phúc khí cực vượng. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu 1973, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết Bạch Lộ, người này cuộc đời gặp nhiều khó khăn trong công việc, song lại được hưởng nhiều phúc lộc từ hương hỏa tổ tiên để lại, chỉ cần có ý chí và cố gắng không ngừng thì chắc chắn sẽ giành được thành công như ý. Họ là người tài nghệ tinh thông, có duyên ăn nói, biết tiến biết lùi, ứng xử khéo léo, tương lai là người sự nghiệp thành công, đức cao vọng trọng. Người này có sức khỏe rất tốt, phúc khí vượng, cuộc đời ít phải trải qua hiểm nguy, cũng không có nạn kiện cáo lao tù. Họ là người thông minh, lanh lợi, ứng biến linh hoạt, danh lợi đủ đầy, con cháu đầy đàn, có thể nói vận mệnh của người này khá tốt, tài lộc dồi dào. Tuy nhiên, họ có phần không tự thỏa mãn với bản thân, nên luôn cố gắng không ngừng để thể hiện giá trị của mình. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu 1973, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiếp Hàn Lộ, người này tuy rằng xuất thân bần hàn, điểm xuất phát thấp hơn mọi người, nhưng lại có ý chí kiên cường, tất thành đại sự. Họ là người thông minh, mưu trí, có tài lãnh đạo, chuyện cơm ăn áo mặc cả đời không cần phải lo lắng, thời vận an hòa, mọi sự như ý cát tường, cuộc đời hạnh phúc lâu dài. Đây là người có ý chí ham học hỏi, họ cần cù, chăm chỉ, học hành giỏi giang, trí tuệ hơn người, lại dũng cảm, kiên cường trên con đường sự nghiệp. Có thể nói, họ giành được những điều mình mong đợi, vạn sự như ý, được quý nhân phù trợ và nâng đỡ rất nhiều. Họ là những người nắm quyền lực trong tay, có những bước thăng tiến cao, không bị kẻ tiểu nhân chơi xấu. Họ có ý chí phấn đấu và luôn cố gắng không ngừng để gây dựng sự nghiệp, nhờ đó giành được nhiều thành công vang dội. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu 1973, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch vào tiết Lập Đông, người tuổi này có suy nghĩ độc lập, hành động thoải mái, tự nhiên, họ trải qua nhiều sóng gió. Cuộc đời chịu nhiều vất vả, nhưng cuối cùng thì sự nghiệp vô cùng vượng phát, tài lộc dồi dào, con đường học vấn cũng rất hanh thông. Xem vận mệnh của người này, tiền vận chịu nhiều vất vả, xuất thân cơ hàn,
không được hưởng phúc lộc tổ tiên, họ phải tự thân vận động, không được nhờ cậy gì về gia đình, mà hoàn toàn tay trắng lập nghiệp. Tuy nhiên đến trung vận, vượng khí phát, sự nghiệp bắt đầu những bước tiến triển tích cực, dần dần giành được nhiều thành tựu, có sự thăng tiến đáng kể, tư duy nhanh nhạy, giúp họ khá nhiều trong công việc, họ làm việc lý trí và quyết đoán, có khả năng làm việc độc lập tốt, cũng có khả năng sáng tạo cao. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu 1973, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch, rơi vào tiết đại tuyết, người tuổi này được hưởng lộc tử tổ nghiệp, song gặp nhiều tai họa trong đời, chịu khổ, chịu khó không ai bằng, thiếu thốn đủ bề. Mọi sự không thuận, cũng không có nhiều tri âm, tri kỷ, có chuyện buồn, không nơi giải bày, công danh, sự nghiệp cũng chỉ bình thường, không có nhiều thành tựu. An ủi duy nhất là sức khỏe tốt, tuy nhiều chuyện xảy ra, nhưng cuộc đời được bình an. Có thể nói, người này có số khá vất vả, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cũng không may mắn được quý nhân phù trợ, hiếm khi nhờ được ai giúp đỡ. Cuộc sống gia đình kém thuận hòa, cần khéo léo giữ gìn hòa khí và hạnh phúc gia đình, con cái cần chú ý bảo ban nuôi dạy, cho con được hưởng tình yêu thương và sự quan tâm của mẹ cha. Tuy nhiên, người này vẫn có ý chí rất kiên cường, thất bại không làm họ nản lòng, mà ngược lại họ càng cố gắng hơn gấp bội lần. Ý chí là điều rất quan trọng, có thể khiến cho vận mệnh cuộc đời thay đổi. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu 1973, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch, tức tháng Chạp, rơi vào tiết Tiểu Hàn, người tuổi này tài lộc khó tụ, công danh kém bề nổi trội, sự nghiệp gặp nhiều trắc trở, khó khăn, tuy nhiên, hậu vận khá tốt, được an hưởng phúc tuổi già, con cháu đủ đầy, hiếu thuận, ngoan ngoãn. Người tuổi này tuy cuộc đời không mấy giàu sang, song học hành giỏi giang, tấn tới, ý chí kiên cường và vững vàng hơn nhiều người. Họ có tham vọng, hoài bão cao xa, có điều gặp nhiều thứ ngăn trở nên khó lòng thành công, chỉ cần có ý chí và quyết tâm thì chắc chắn sau cơn mưa trời lại sáng. Hậu vận phúc khí đủ đầy, được hưởng phúc lộc đất trời, con cháu trong nhà yêu thương, hòa thuận, tuy kinh tế không mấy khá giả, nhưng phong cách con người tuyệt vời, không vì tiền bạc mà khiến cuộc sống trở nên tồi tệ, biết tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Quý vị thân mến, có một cuộc sống giàu sang phú quý, tài chính dư giả và viên mãn, luôn là điều ai cũng mong muốn và cố gắng hướng tới. Vậy làm sao để có được điều đó? Hãy lắng nghe và học theo lời Phật dạy, cách làm giàu không mất phước dưới đây. 1. Giữ chữ tín. Xưa nay nhiều người nhờ chữ tín, nhờ đạo đức trong kinh doanh mà phát đạt, đem lại đời sống tốt đẹp, không những cho bản thân và gia đình mình, mà còn góp phần lớn công sức thúc đẩy xã hội phát triển. Bên cạnh đó, không ít người lắm tiền nhiều của do làm ăn phi pháp, buôn gian, bán lận, lừa gạt người khác, với nhiều thủ đoạn khác nhau, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, mà hệ quả là kìm hãm sự phát triển về mọi mặt của xã hội, trong đó có sự lăng loạn về đạo đức. Thực tế cho thấy, sự giàu có nhờ vào phần ngọn chính là sự thất tín chưa bao giờ bền vững với thời gian. Bởi gieo nhân xấu sẽ tạo nghiệp ác, kinh Lục Độ Tập đã chỉ, thà nên giữ đạo, nghèo khó mà chết, chẳng nên vô đạo giàu sang mà sống. Xưa nay nhiều người nhờ chữ tín, nhờ đạo đức trong kinh doanh phát đạt, đem lại đời sống tốt đẹp, không những cho bản thân và gia đình mình, mà còn góp phần công sức thúc đẩy xã hội phát triển. Bên cạnh đó, không ít người làm tiền nhiều của do làm ăn phi pháp, buôn gian, bán lận, lừa gạt người khác với nhiều thủ đoạn khác nhau, hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, mà hệ quả là kìm hãm sự phát triển về mọi mặt của xã hội, trong đó có sự băng hoại về đạo đức. Thực tế cho thấy sự thất tín chưa bao giờ bền vững với thời gian, bởi gieo nhân xấu sẽ tạo nghiệp ác. Do đó, người Phật tử sau khi chọn được nghề nghiệp phù hợp còn phải luôn tâm niệm, dấn thân làm giàu bằng con đường chân chính, để tạo nghiệp thiện, mọi tài sản có được phải trong sạch, chính đáng bằng mồ hôi, nước mắt và sự nỗ lực tinh tế của trí tuệ. Có như vậy bản thân chúng ta, người thân của chúng ta mới an lạc và tài sản có được mới bền lâu. 2. Học hỏi không ngừng để có trí tuệ sáng suốt, để làm giàu. Chúng ta không chỉ cần có sự hiểu biết thấu đáo, toàn diện về ngành nghề, lĩnh vực mà mình đã lựa chọn, mà còn phải luôn học hỏi, trau dồi kiến thức để có trí tuệ ưu việt, với cái nhìn bao quát xa rộng, dự đoán các khả năng xấu có thể xảy ra mà kịp thời xử lý, ứng phó, làm hạn chế tối đa thiệt hại, bảo vệ tài sản an toàn tương đối trước các rủi ro vốn có trong chiến trường kinh tế. Thế nên, Khổng Tử từng dạy trò học hỏi điều hay lẽ phải từ những người bạn, tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư, trong ba người cùng đi, chắc chắn có người là thầy ta. Như vậy, để có sự hiểu biết toàn diện, người Phật tử còn cần có sự học hỏi, noi gương những người đã thành công hoặc rút ra các bài học về sự thất bại từ những người bạn xung quanh. 3. Siêng năng, chăm chỉ.
có được một nghề nghiệp phù hợp mà nuôi tư tưởng đứng núi này trông núi nọ, nay làm chỗ này, mai lại chạy chỗ khác, hoặc có ước mơ làm giàu nhưng không kiên trì, bất chấp khó khăn mà nóng vội, muốn làm giàu mau chóng, sẽ phạm sai lầm là đốt cháy giai đoạn, dẫn đến công việc đổ bể hoặc thậm chí mất cả chì lẫn chài. Như vậy chỉ uổng phí thời gian và công sức mà cuối cùng không thoát ra được vòng luẩn quẩn. Vì vậy, để thành công và giàu có thì cần phải có sự siêng năng, kiên trì trên cơ sở mục tiêu hoạch định lâu dài, gặp khó khăn thì kiên trì tháo gỡ từng nút thắt để sao cho việc làm giàu xuất phát từ gốc rễ và cơ nghiệp của chúng ta có thể vững chãi trước mọi mối nguy nan. Bí quyết làm giàu cơ bản là làm việc đổ mồ hôi, chưa hẳn chăm chỉ sẽ thành công, nhưng lười biếng chắc chắn sẽ thất bại. 4. Giúp đỡ, chia sẻ người xung quanh. Đây là một trong những cách quan trọng mà bạn cần phát huy nếu muốn làm giàu không mất phước theo lời Phật dạy. Thời xưa đã có người từng hỏi Phật, con nghèo quá, không có gì để bố thí cả. Phật trả lời, không ai nghèo đến mức không có một hạt cơm để bố thí cho con kiếm. Người giàu làm phước rất dễ dàng, họ có thể bỏ ra cả triệu đồng để bố thí, nhưng vẫn không thể quý bằng người nghèo, giúp được một người qua cơn đói với bữa cơm đạm bạc. Sự cố gắng chia sẻ thiếu thốn với những khó khăn hơn mình là phước đức rất lớn, là quà tặng của đất trời ban cho người nghèo, nhờ vậy mà cuộc sống mới dần tốt lên được. 5. Phải biết tiết kiệm. Làm giàu theo lời Phật dạy còn là phải biết tiết kiệm. Có người khi có tiền thì sử dụng một cách hoang phí vào các cuộc chơi vô bổ, các tệ nạn xã hội như ma túy, rắc gái, hoặc do lòng ham muốn có được nhiều tiền nhưng không phải đổ mồ hôi qua một canh bạc, thì từ chỗ là người đầy tớ trung thành, đồng tiền trở thành con rắn độc, quay lại cắn ta, biến ta thành kẻ trắng tay lúc nào không hay. Bởi vậy, muốn được giàu có ta phải siêng năng làm lụng và tiết kiệm, sử dụng khéo léo, khôn ngoan, đồng tiền để nó trở thành công cụ tiếp tục kiếm ra tiền, mà không rơi vào sai lầm mà con người thường hay mắc phải là tay phải làm ra tiền tay trái vãi đi. Phật giáo luôn khuyến khích việc tiết kiệm tiền của, nếu không biết tiết kiệm, bạn sẽ phải đối diện với sự khủng hoảng tài chính. Đặc biệt những lúc ốm đau, bệnh tật, nếu không có sự tích trữ của cải, thì một cá nhân hay một quốc gia chắc chắn rơi vào nợ nần chồng chất. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Trên đây là Tử Vi chọn đời cho người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Từ 52 tuổi trở đi, mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.